Vâng, xin chào các trở lại với trang cái cổ Mỹ Xưa. Ngay lên mấy cái cổ bọc vàng của Đức, của Pháp, chứ vào kênh Bắc thì có like xem nhiều thì em cho con giá tôm tốt. Đây là mã số 01 nhá. Ma Vích đoàn gánh cổ béo của Đức, của sát thập kỷ 1950-1960, chuẩn năm nhất nhá. Thập kỷ 50 con này trà hai màu trên đậm tiếng nhạc nhá. Con này sai càng 135 là cho sai ngang bao nhiêu nhá. Sai ngang là 13,9 ấy, sai càng 135. Là trái màu trên đậm nhạt, trên đậm cả nắng nhạt đừng là dễ. Vâng. Thời tiết mà mùa đông là nó hay bị nặng mũi ạ. Vâng, có ai sẽ thông cảm. Vâng. À, cầu giữa Optima số 18 là cái chuyện bầu dục nhá. Vâng, cái ven thay rồi lại zin hết nhá. Bác nào ở Hà Nội cần có địa chỉ nha, em xem kính cổ đổ hồ sơ đồ lính Mỹ nhá. Các bác tỉnh xa hết xem tâm bằng phương tiện biên ô tô ngay tàu hỏa. À, phương tiện nhanh nhất anh của phương tiện đó là Giang Kể 1-2 ngày, chặn 3-4 ngày nhá. Đó. Tiếp theo càng trái là có số 135 và chữ Mavic nhá. Bọc vàng sáng gương. Đấy. Tiếp theo là càng phải số 135 nhá. Bọc vàng sáng gương nhé, chuyên ven engine. Cái dạng này bác mua về sao thay mất cận thị, lão thị, viễn thị được hết nhé. Và cái này xuất sắc, không có điểm trừ nhé. Rất mới, rất đẹp. Đây là mã số 01 nhé. Mã huyết đoàn gánh cầu béo của Đức Cô Sát Thập Kỷ 1950 nhé. Vâng, giá cái này 5 triệu 6, 5 triệu 600k nhé. Giá 5 triệu 6, 5 triệu 600k. Về hình thức mua bán bác là chuyển khoản thì bác ship ship cốt một lần là cọc 100-200 tiền cho giấy kính. Về thời gian gửi hàng từ 1-2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày. Về thời gian bán hàng em bán từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, 8 giờ đến 11 giờ tối, tất cả ngày còn không nghỉ nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em bị thẩm định định giá đồ cổ xưa. Bác điện thoại trước là em nguyên kết đoán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn tất cả về kính đồ cổ. Đấy là một trong những cái giá trị nhất của số cổ số lương lâu năm, thương hiệu uy tín 25 năm, một địa chỉ số gắn liền tên tiền kim tiền dễ nhìn dễ tìm thấy. Tất cả kính kính cổ đồ cổ bác phải chọn những cái địa chỉ số điện thoại lâu năm như này, tuyệt đối mà đối tượng mà không ghi địa chỉ, chỉ mua số điện thoại không thôi rủi ro rất lớn, đặc biệt đối tượng thuê con cái bán hết sức cảnh giác cao độ luôn. Vâng, 5 triệu 6 đã xong nhá, vẫn có phích đấy, đấy mới sướng. Tiếp theo là mã số 02, xem là cái gì đây, số lượng về lớn lắm, đi rất nhanh. Đây là con Nilo cầu béo của Đức của Pháp xưa thập kỷ 1950 nhá. Và dáng đòn gánh cổ điển nhá. Con này size càng 40, size ngang là 13,7 nhá, càng thoải mái lắm. Và con cũng là trà hai màu trên đậm với nhạt. À, trà hai màu trên đậm với nhạt là như nào? Có nghĩa là trên đậm dưới nhạt là đi đường nhìn dễ hơn, trên đậm là cả nắng với nhạt đi đường dễ hơn nhá. Và đấy là trà hai màu. Đây là Nilo cầu béo Nilo đòn gánh của Pháp xưa thập kỷ 1950. Hàng Pháp xưa chuẩn ao nhất nhá. Bên em chỉ bán hàng chuẩn nhất là anh đi Pháp Mỹ đấy ạ. Và rất là ok nhá. Và xuất sắc nha. Con này chuối bóc đô nhá, khá hiếm đấy. Và thông thường nó chỉ có chuối đen thôi, chuối bóc đô là khá hiếm. Một là chuối đen, hai chuối trắng, còn chuối bóc đô là khá hiếm. À, cầu giữa nó có cái chỉ số là 5319 đi lo và cái chuyện vương. Cái ve thay rồi còn lại zin hết nhá. Đó. Còn hai bên nó rất sáng sủa nhá, rất là sáng lên. Như đo đòn gánh Pháp xưa thập kỷ 1950 chuẩn nhất nhá, hàng của Pháp xưa nhá. Ô văn kê mới cắm cửa nhá, bọc vàng sáng ánh gương, đó là hàng thật. Hàng dởm hàng giả nhái trẻ của đêm 30 ngày. Đối tượng hàng dởm giả nhái là sẽ không công khai địa chỉ đâu. Và giá cái là 4.400.000 nha, giá là 4.400.000. Về hình thức mua bán bác nào chuyển khoản bao ship. Bác là ship code vô là cọc 100 đến 200 tùy giá trị kính, ship code là cọc 100 200 tuyệt đối là cọc một vài triệu nhá. Vì có nhiều bác đặt cọc một vài triệu, một số đối tượng nó là treo đầu dây bán thịt chó là mệt đấy. Thứ hai, mua bán kính của đồ cổ nên mục sở thị nhà có làm sao vậy, nó là và mua bán kính của đồ cổ phải rõ ràng hình ảnh con một con người, giọng nói tròn vành rõ tiếng, từ địa chỉ số điện thoại lâu năm mà nên chọn con trai đấy, đây là kinh nghiệm đấy. Và xong rồi nhá. Và 4.400.000. Tiếp theo là mã số 03, xem cái gì đây. Đây là con dây băng Usman 3 cầu, như con này là càng chun nhá. Và một số mình các bác ở miền Nam gọi là càng móc. Đấy. Như miền Bắc của em gọi là càng chun.
Cái này sang 84 nhé, ba cầu nhé, đây ạ. Đấy, cầu sừng. Đấy. Đây này. Khi đeo cái dòng kính của riêng dòng mà đồng cái càng càng móc này. Đấy, một số bác gọi là càng chun cũng được, ok. Thì mình phải nhấc bằng hai tay này, kể cả càng thẳng hơn mình nhấc hai tay này. Nhấc lên này thì nó mới là bền kính này, như các bác đừng có kéo, nếu mà kéo giật tay này nó giãn kính này, kéo giật tay này nó sẽ giãn kính này. Mà mình phải nhấc bằng hai tay này. Đấy. Ba cầu nhá, cầu sừng nhá. Đấy. Bọc vàng nhá. Đỉnh cầu có là sản xuất thập kỷ 1960 nhé, đỉnh cầu trên BLJ USA. Đây là đỉnh cầu trên này. Đấy, đỉnh cầu trên là BLJ USA này. Gầm cầu dưới của nó là BL1/10/12K GF Trivan Zin nhá. Gầm cầu dưới là BL1/10/12K GF này. Đó. Cái mắt của nó đây là mắt xanh đen G15 nhá. Và tất cả thập kỷ 40, 30 ở à, thập kỷ 40, thập kỷ 50, 60, 70 cái len là nó không phải có chữ đâu, bắt đầu thập kỷ từ 80 này đi thì nó có chữ Ray-Ban và chữ BL đấy, còn thập kỷ lên thập kỷ 60 thì cái len nó không có chữ đâu nhá. Đấy, mà mắt xanh đen G5 thì thấu kính hộ tụ độ phân giải nó khoảng 18-19%. Đây là cái càng mắt thôi nhá, và cái càng mắt một số bác gọi là càng chun cũng được thôi, nó tùy theo cách gọi. Những cái dòng này rất hữu ích là như nào, là các bác là ví dụ là mình đi phượt này, đấy đi phượt này hoặc leo núi này. Tức là vì sao leo núi thì là người ta hay sử dụng cái kính này, hoặc là các phi công để nhào lộn trên không. Bởi vì sao? Bởi vì là cái cả mắc này là mình đi phóng nhanh xe máy thì nó không bị xô lệch. Hoặc bác nào trèo ví dụ như leo núi, ví dụ leo núi chẳng hạn, hoặc là làm việc trên độ cao thì mình có cái càng mắc này thì rất là lợi ích ạ. Làm việc trên độ cao trong các tòa nhà cao ốc các thứ đấy. Và đấy, với vì ở những độ cao tòa nhà thì nó sẽ ánh nắng rất là chói, thì mình không có cái càng móc này thì nó giữ lại này, thì nó sẽ không bị trôi, đỗ nguyên trên mặt luôn đó. Đây là quay ngang bác xem nhé. Sang 84 nhá, của Mỹ xưa thập kỷ 1960 chuẩn áo nhất nhé, và giá rất tốt ạ. Và cái này giá là 7.700.000 nhá, giá là 7.700.000 nhá. Con này là mã, đây là mã số 03 nhé, 7 triệu 7, 7.700.000 nhé. Đây là mã số 03 nhé, 7 triệu 7, 7.700.000 nhé. Đó. Đã xong mã số 03 rồi, xem mã số 04 nhé. Đây là mã số 04 này. Mã số 04 đây là cái đốc bổ 59H nhé, con này size càng 40, cho nó size ngang bao nhiêu nhé. Này xe ngang nó là 13,7 nhá. Xe càng 40, xe ngang 13,7. Đây là đốc bộ 59H. 4 chấu cổ điển của Pháp xưa thập kỷ 1940 1950 chuẩn nào nhất nhá. Và đốc bộ 59H sản xuất thập kỷ 1940 1950 của Pháp xưa chuẩn nào nhất nhá. Và con này là phiên bản càng nó là 4 4 chỉ nhá. Rất nổi bật, rất đẹp đấy. Và ở cầu giữa nó có cái hai cái chuyện, một chuyện vuông to một chuyện vuông nhỏ nhá. Chuyện vuông nhỏ thì nó có cái số 20, chuyện vuông to thì nó có ký hiệu của chữ hãng là Double Lamy. Con này ve thay rồi lại zin hết nhé. Và tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video rất cẩn thận, kèm theo địa chỉ, số điện thoại lâu năm và khẳng định là nguyên tên tuổi thương hiệu rồi, thì bác an tâm yên tâm đấy. Và duy nhất ở cầu giữa đấy, càng phải càng trái thì nó không thể hiện đâu, nhưng mà một vài vị trí kính nó lên tiết đĩa rất là ok đấy. Và rất là kính, rất là đều nhé, rất là đẹp nhé. Và đây là mã số 04 nhé, đúc 45H dáng cổ điển Pháp xưa thập kỷ 1940-1950 nhé, mã số 04 nhé. Và trước này bán toàn toàn là khoảng 8 đồng rưỡi 9 đồng giá bán ra dưới luôn. Vâng, giá cái này 8 triệu 80.000 nhé, giá 8 triệu 80.000. Bác lưu nhé, ngày này rất nhiều tượng bán giống cái này giá khoảng từ 2 triệu đến 6 triệu thì lưu ý, bởi vì đối tượng cái bán là nó không có địa chỉ lâu năm mà nó chỉ có số điện thoại thôi, đặt hàng lâu đến mức Zalo, đặt hàng qua Messenger vứt đi hết. Người hẹn nửa đường anh đừng mang qua xem bưng, rồi là địa chỉ liên tiếp, địa chỉ lung tung, địa chỉ mơ nhà nơi, bạn thấy rất là rủi ro đấy, lưu ý nhé. Và giá 8 triệu đồng 80.000 vẫn có fix luôn, thế mới sướng ấy. Cái dòng này bác mua về sau thay mất cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị được hết nhé. Đây là dòng đúc bộ lamy dáng chất cổ điển nhé. Và dòng cổ điển nó làm rất thô, nó có 4 chấu này đó, vì sau nó cải tiến cách tân đi, mình thập kỷ 40, thập kỷ 50 mà thông thường là khoảng thập kỷ khoảng tầm 58-60 ra thì là nó cách tân rất tốt. Tức là cách tân có nghĩa là nó thay đổi cái phong cách về dáng để nhìn trông nó đẹp hơn thôi. Thì còn nếu bác nào mà chơi theo kiểu hoài niệm cổ xưa thì nên thử cái cây bốn chấu này,
Đấy, vì thì nó có chất về 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 cổ hơn. Mình ra đời thập kỷ 40 mà. Vâng. Tám mấy năm còn gì nữa. Vâng, giá 8 triệu đồng tánh mình ca. Vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm em không biết ở đời đâu, bởi vì những cái gì tinh túy nhất ở nước ngoài mới quyết em chia sẻ lại để các bác biết được phòng tránh được những cái về cái rủi ro của cái hàng dởm hàng giả hàng nhái. Tại sao em luôn luôn khuyến cáo là mua kính một đồ cổ là nên chọn con trai và những chỗ có địa chỉ số điện thoại lâu năm như bên này, kể cả trong nước ngoài nước cũng thế thôi đấy, và như thế rõ ràng luôn. Rất cảm ơn bác xem video, bác là yêu quý trang những cổ nguyên xưa và đăng ký kênh like xem nhiều để em cho có giá tốt tốt. Xin chào tạm biệt các bạn.